Trong hơn 32.000 học sinh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, quận 1 đã chọn ra gần 300 học sinh tiêu biểu đến từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận tham gia buổi giao lưu với chủ đề Gương điển hình học sinh quận 1 thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy năm học 2022-2023. Buổi giao lưu nhằm tuyên dương và lan tỏa những tấm gương sáng về học tập, rèn luyện thể dục thể thao, tham gia hoạt động đội, hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng. Qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực cho học sinh các bậc học trên địa bàn quận 1, đưa nội dung thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với tổ chức các chuyên đề học tập, phát động phong trào thi đua lao động ngày Chủ nhật xanh, rèn luyện thói quen tắt đèn quạt khi ra khỏi lớp, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Riêng ở bậc mầm non, cơ sở giáo dục chủ động lồng ghép các nội dung phù hợp đặc điểm từng độ tuổi thông qua hành động thiết thực gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.